các bạn ơi, lại đây coi đổ luôn anh em các bạn ơi, Điệp cũng mới đi về tới. Bữa nay Điệp chút mồi rửa nó hết trơn rồi anh em các bạn. Điệp đổ mồi ở trong vườn đi luôn rồi. Giờ tới cử đi thăm bảy rắn rồi các bạn ơi. Cũng ở đây của Điệp cũng được 4 bao. Điệp mới làm đó các bạn. Giờ hoàn lương nè, giờ mồi Điệp chút hết trơn rồi. Giờ Điệp dồn lương đi lại đó các bạn. Điệp dồn hết trơn đi lại đây nè. Điệp lương là cắt các bạn ơi. Quá trời đi luôn rồi. Bữa nay trúng rồi các bạn. Mấy con cái tái cử đi thăm bảy rắn rồi các bạn ơi. Này là Điệp cũng chia sẻ với anh em và các bạn là một thằng là do mà mồi của mình hay, nhưng mà có một cái là cái mương mà không có lương đặt thì cũng là thua nha anh em và các bạn. Chính bản thân của Điệp cũng vậy, mồi hay nhưng mình phải có kết hợp đi lại một cái nữa, phải biết cái mương có lương đó là hai yếu tố. Và một phần nữa mà cái mương đó mà nếu mà mình đặt á, mà mình phải biết như cái mương vườn các bạn biết khoảng 30-40 mét như vậy đó, là phải biết cái chỗ nào con lương nó ở, chứ không phải là nó mình đặt đầu này mà con lương ở đầu đầu kia là cũng không có lợi đâu nha anh em đó. Thì thành quả của Điệp chắc sáng là cũng được lương nè anh em và các bạn ơi. Lương nhất này cũng nhiều để Điệp lên tin ta hoài à, để Điệp căng một cái nha anh em và các bạn cho các bạn xem nha. Điệp căng bỏ ở thôi ta. Và đổ vô Điệp cần cái anh em ơi, biết cái này à, nay là được một con lương nhất nè anh em, hai con, ba con, bốn con, năm con, sáu con, quá trời luôn anh em ơi, bảy con, ồ, tám con, chín con, quá trời luôn rồi, mười con, mười một con lương nhất này nữa. Chạy hả? 12 con lương nhất. Con này nữa nè các bạn ơi. 13 con lương nhất. Đây. Thấy giờ quả 13 con lương nhất này coi được bao nhiêu nha anh em. Nè, số cái số căng là 00. Được 3 kg mốt anh em ơi, trừ cái túi này á, cũng còn lại cũng được 3 kg lương nhất đó, 3 kg lương nhất. Bây giờ mình đổ hết cái thằng đây. Đây để mình chút đi vô đây đây cho nó hết đi các bạn ơi. Ây dạ, khó quá, bỏ bình lên nè, nó hơi lỏng cộng quá các bạn ơi. Để mình căng hết trên cái thành quả của nó của mình, chắc cái căng này chắc là 5 kg nó không có đủ rồi các bạn ơi. Bò hả?
chưa ui hút rồi các bạn ơi, khoảng chừng 7 kg cây căng này hút rồi, cây căng 5 kg mà nó chứa không đủ rồi. Vòng vòng ở đây có khoảng 7 kg luôn anh em ơi, quá trời đi luôn rồi. Thành quả của Điệp cũng được chừng 7 kg luôn à anh em, được 3 kg luôn nhất, đơn nhị đơn xô cũng được 4 kg à. Đó thì Điệp chia sẻ trong cuộc sống hàng ngày nha anh em và các bạn. Thôi Điệp cũng xin gửi lời chi ân đến cô chú anh chị và các bạn trên mọi miền đất nước xem clip của Điệp luôn luôn vui vẻ nha, hạnh phúc yêu thương nha. Hãy xem hãy dừng lại cho Điệp một like cho Điệp vui nha anh em và các bạn. Thôi Điệp cũng xin bye bye và hẹn những clip tiếp theo. Điệp bye bye cô chú anh em và các bạn. Các bạn ơi, giờ Điệp vô đi bán luôn. Chụp chồng cũng được 7 ký mấy rồi đó các bạn. Hộp này có khoảng cả cái ký mấy nè. Hộp này có khoảng quá nặng luôn rồi. Mới nãy là Điệp căng khoảng 6 ký kg rồi. Còn hộp này nữa các bạn ơi, giờ nè anh em cái các bạn quá trời lương luôn nè. Giờ Điệp mời cô chú anh chị và các bạn cùng trải nghiệm đi bán luôn nha. Rồi thằng này Điệp up video đi rồi Điệp đi bán luôn nha các bạn. Điệp đang đi qua đò đặng mà bán lương nè các bạn ơi, lương Điệp để ở trong đó này, Điệp đẩy kinh này kinh sáng sò no nha anh em về và các bạn. Tàu cao tốc đang chạy tới, bây giờ Điệp cũng vô tới bờ, Điệp up video rồi Điệp lên chạy lên đi bán lương nha anh em và các bạn. Vô thì ta bán lương nha các bạn ơi. Điệp cũng mới tới chỗ căn lương là các bạn ơi. Đây, phần lương của Điệp nãy đó các bạn. Lương gì cũng qua còn không? Còn. Mấy cần cũng đặt thử. Mà cái lô chín, còn đây gì? Nó còn ở chín kia chín. Qua vậy? Dạ, đúng không? Mọi người. Đi, bây giờ về đây rồi, chứ mình nóng gì nữa. Đó, bữa này đó, bữa này. Chỗ này là chỗ giữa con đường nha anh em và các bạn. Hả? Quay gì vậy? Quay cho vui cho đẹp. Lựa luôn một hồi đi, được quay thì gửi cho anh em các bạn xem nha. Đặt từ đêm nay chúng mà tự nhiên nghỉ rồi. Nghỉ đi 1.034.000. Nhiêu hai? 1.034.000 cái giấy không? Thôi dạ được rồi. Cái giấy không? Được 1.034.000. Được 1.034.000 tiền lương anh em các bạn ơi. Chưa đến cua chưa? Chưa. Trừ 40 ngàn là cua em mua 1 ký cua. 134 ngàn.
À, đây nè, em đưa cho chị 10 ngàn nữa. Là còn như 1 triệu đúng không? 1 triệu 4 ngàn. Đúng rồi, 1 triệu để 4 ngàn. Đây. Em đưa cho chị 10 ngàn, đúng không? Rồi. À, em còn 1 triệu 04 ngàn. Dạ. Dạ. Nay thành quả của được cũng được 1.04.000 anh em các bạn ơi, 1.034.000 trừ tiền cua, cực khổ lắm. Thôi thằng này Điệp up video đi rồi, mời các bạn.